Hôm nay quay số cosplay nên Miko Lan Trinh trong một bộ trang phục để cosplay một nhân vật MC, ca sĩ, diễn viên rất thân thiện, dễ thương, hình ảnh thông minh, xinh đẹp của showbiz Việt Nam. Các bạn có biết Miko đang cosplay? Nữ MC, ca sĩ, diễn viên Lan Trinh sẽ đến với nhà của khán giả My. À, Kiều My phải không ạ? Dạ đúng rồi ạ. À. Và đây chính là căn phòng nhỏ ấm áp của Kiều My. Thì đây có vẻ là một fan của manga đây có đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Thực ra em mê manga anime từ nhỏ rồi, lúc mà còn đi học. Mà tại vì thích những nhân vật trong đây và... Em thích những nhân vật nào và những bộ truyện nào? Naruto nè, Bảy Viên Ngọc Rồng nè và những cái game của bên Nhật Bản. Có nhân vật nào đặc biệt em thích không? Nhân vật? Em thích nhiều lắm. Em thích những cái con mà trùm cuối trong các bộ truyện. Ủa thích trùm cuối hả? Em thích những... thì em không thích phải không? Em thích những... Hay à? Lạnh lùng mà gian ác chút xíu. Lạnh lùng mà ít nói đó. Nói không phải chứ nó có liên quan gì tới tính cách của em không? Thực ra em cũng hơi ác thôi. Kiều My biết về cosplay là như thế nào? Tôi là chính diện anh chuyện rồi. Tôi là nữ yếu đuối bị hãm hại, được hóa thân thành những cái nhân vật ở trong đó. Nhưng mà em nghĩ là khi mà mình mặc một bộ trang phục mà có vẻ là hơi lạ lẫm so với những người bình thường ở ngoài đường kia, thì người Việt Nam của chúng ta đang đánh giá như thế nào về cosplay? Họ sẽ rất là thích hoặc là cảm thấy cái đám này nó khùng. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với cô bạn Kiều My rất là dễ thương để tìm hiểu thêm về cosplay và khai thác mổ xẻ để cho mọi người nhìn thấy ở cosplay sẽ có cái sự gần gũi hơn, mọi người hiểu hơn, thì có lẽ là một phần nào đó sẽ làm bớt đi những người mà có suy nghĩ chưa khách quan về cosplay. Giới thiệu với My, đây là cửa hàng cosplay. Ủa đây là ga xe mà. Gara xe à. Nhưng có cửa hàng cosplay nho nhỏ xinh xinh núp ở sâu trong lùm, trong bụi, trong hốc. Mà chỉ có những người làm việc có tâm như là thám tử Miko thì mới có thể tìm ra được. Trời ơi, sao cái gì mà công lao bà đổ cho bả hết trơn trời. Và đây là cô chủ của dễ thương cosplay này. Tóc thiệt luôn á. Lục tiểu My nói cho My và Miko biết về nghệ thuật cosplay là như thế nào? Thì đó là khi mình hóa thân thành nhân vật truyện tranh, giống giống người vậy ha, phim hoạt hình, game, hoặc là có kể cả cái người thật, là những nhân vật mà mình yêu thích. Và phải là đặc biệt một cái hóa trang giống hệt cái nhân vật đó, là từ ngoại hình tới thần thái, cảm xúc ở bên trong mình. Tại sao Tiểu My lại lựa chọn kinh doanh một cửa hàng cosplay? Đó là tại vì mình yêu thích cosplay, yêu thích truyện tranh Nhật Bản. Nên là hồi đó mình cũng có sáng tác truyện tranh, chơi cosplay. Và hay là từ đam mê đã ăn sâu vào máu. Còn chờ chờ gì nữa mà chúng ta không thực hiện ước mơ của Kiều My, cũng như là ước mơ ăn ké của Miko Lan Trinh. Yeah! Miko muốn cosplay thành thủy thủ Mặt Trăng. Trời ơi, thủy thủ Mặt Trăng kìa. Đây nè, bộ đồ thủy thủ. Sao không hóa thân thành thủy thủ Mặt Trăng? Em sẽ là anh á. Là một nhân vật phục thủy thủ Mặt Trăng đó, là mình sẽ hóa trang y chang vậy. Còn này chỉ là bộ đồ hay gọi là custom thôi, chứ gọi là cosplay. Đó đó, thiệt là kiến thức cơ bản, kiến thức cơ bản. Nhớ nha, costume với cosplay. Bắt đầu thôi, vô vô. I want to change the world. Có cả len màu cho từng nhân vật. Với cái cáp đeo tóc thì Miko vẫn rất đẹp.
cosplay không chỉ có mặc lên người bộ trang phục cũng như là make up mà còn phải biết được thần thái của nhân vật, và chúng ta phải diễn ra được nhân vật mà chúng ta yêu quý. Đó là những gì mà Miko cũng như là Kiều My đã biết được qua lời hướng dẫn của Tiểu My. Bây giờ hai đứa sẽ thực hành, sẽ đem những cái lý thuyết này ra để thực hành. Chúng ta sẽ đến một cái festival cosplay để thì thử mặt mâm. Bây giờ mời Thiếu Mặt Trăng và Tito sẽ bước vào thế giới cosplay bất tận nhé. Chào mừng các bạn đến với lễ hội Natsu Matsuri. Phong thái của nhân vật phản diện là phải ngầu ngầu vậy hả? Vui không? Oh. Hôm đó em hot lắm á. Vừa hot gì là Thủy Thủ Mặt Trăng, vừa là Vũ Cơ Lan Trinh. Vui ha. Nếp mừng. Ờ dạ, đây Sakura kìa. Sakura. Đi Sakura kìa. Đi Sakura đi. Đây là gian hàng nè. Gian hàng vẽ chibi, vẽ chân dung theo phong cách manga á. Wow, vẽ bằng tay á. Đúng rồi, hoàn toàn bằng thủ công bằng tay. Hồi đó My cũng từng vẽ đó. Để mình thử hóa thân như mà chuyên tranh như thế nào theo cái tưởng tượng của mình. Ngoài luôn á. Đây là tưởng tán anh mà em thấy cái hình này lên cổ mà bán. Biến họa đó. Ờ, phí quá. Có 3-4-5 ngàn một cuốn thôi. Chúng ta sẽ có một cuộc thi nho nhỏ. Đó là Miko và Kiều My sẽ thử xem có nhiều bạn tới xin chụp hình nhất. Người đó sẽ chiến thắng trong vòng 15 phút. Trời ơi, nghệ sĩ thì thi đó. Quất cái đầu dạng hàng vậy là người ta phải chú ý chứ. Sao không tận dụng 5.000 tấm cưng ơi. Hơi ngang ngửa nha, phải về số lượng chụp hình ngửa. Gì là Lan Trinh hay là gì Thủ Mặt Trăng nữa, hình như là cả hai đó. Ở đây các bạn mà thấy tụi mình xong rồi các bạn đứng chụp hình chứ không có ai lại xin chụp hình chung hết á, nên coi như cuộc thi là phá sản. Cái cảm giác của My bây giờ như thế nào? Em bối rối lắm, nhưng mà tại vì em lần đầu tiên em tới đây á. Giữa cái mức độ giữa ngại ngùng, hoảng sợ và thích thú, phấn khích thì em thấy em đang nghiêng về phía nào vậy? Phấn khích nhiều hơn. Em thấy là đang có một nguyên một cái cộng đồng là mọi người đều đam mê cosplay. Họ đầu tư rất là nhiều về bộ trang phục. Khi mà em tới đây thì em thấy nhiều người có cùng một cái sở thích với mình. Thì em nghĩ là sau đây em cũng quay lại HKT là cái mắt khen là khác nữa không? Nhưng dạ, nó nhìn vào chuyện tranh HKT luôn á. Em sẽ bị ghiền nhiều hơn nữa. Và ngày hôm nay thì Miko cũng như là Kiều My đã có một buổi ngắn thôi tham quan ở đây. Và thông qua chương trình để giới thiệu cho các bạn những nét đặc sắc ở đây. Các bạn có thể thấy ở đây rất rất nhiều những bạn trẻ đang cuồng nhiệt sôi động và tất cả mọi người chơi với nhau rất là vui, không khoảng cách. Đến đây thì cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình Du Lịch Kỳ Thú cũng như là hành trình của Miko. Bây giờ thì Miko và Kiều My sẽ cùng với Tiểu My đi chơi tiếp. Yeah! Nhập hôn. Nhân danh mình chơi về công lý. À, chụp chiến không? Trời. Bạn có nhớ được cái câu slogan mỗi khi bị Salomon biến hình không? Đó, tôi mới nói xong. Ở đâu có bóng tối, ở đâu có mưa. Cái gì tự nhiên lên mà ở đâu có mưa tội ác. Ở đâu có tội ác. Cái gì? Ở đâu có bóng tối, ở đó có tội ác. Ủa, ông nhân đọc cái đó nữa hả? Ra đây. Ở đâu có bóng tối. Nhân danh mà căng, nó sẽ chân trị ngươi. Ủa vậy hả? Nói chưa dứt câu là bị quýnh chết rồi đó. Dạ vậy. Trong lúc đang biến hình đó, kẻ thù đang ngẩn ngơ nhìn thôi à. Trời ơi, đọc chuyện gì mà nó men lì lên dưới coi. Men rồi. Otaku là chỉ một cái giới là họ cực kỳ đam mê manga và anime. Họ là những cái con người mà họ đam mê tới cái mức là họ đắm chìm trong cái thế giới đó và họ chỉ biết có những nhân vật đó. Đắm chìm tới cái mức mà họ trở nên lập dị và thường là sẽ bị những người chung quanh họ kỳ thị gần như vậy. Đúng. Trời ơi trời. Đáng lẽ cái nhiệm vụ này để cho bạn ở May đi luôn. Nhưng May lý ra là nên đi, tại vì May có kiến thức sâu rộng nhưng mà nhan sắc không có. Nhan sắc không có thì làm sao hóa thân mà đẹp như em được. Nữa là cũng không có đồ nào phù hợp với lại bạn May thôi. Đúng rồi. Tưởng là đơn giản nhưng mà xém tí là bản không cho em mặc đồ Thủy Thủ Mặt Trăng luôn, tại vì không tìm thấy cái băng trán, có nghĩa là nó không ra được nhân vật. Và bạn ấy không chịu. Cái điều này nó cũng rất là thú vị. Nếu như thật sự cái máu đam mê về cái truyện tranh nó có ăn nhập vào và chúng ta, đúng không?
Còn thật sự đây là cái mà Bá Dô cảm thấy là nếu như là Bá Dô thì với mình không có quen với cái việc mà hóa thân và những cái điều đó thì cosplay không chỉ là hóa trang thành nhân vật truyện tranh mà hóa trang thành bất kỳ nhân vật gì cũng gọi là cosplay. Thí dụ như giờ có thể Bá Dô muốn một ngày mình đẹp trai như David Beckham, hóa trang thành David Beckham cũng gọi là cosplay luôn. Anh Hoàng thành Lady Gaga ok luôn, anh cũng gọi là cosplay. Cũng hên chứ cậu mà như hộp sữa lợn cũng kỳ. Trời, cảm ơn Mico Lan chơi rất nhiều.